Phan Văn Đức, một trong những viên ngọc sáng được phát hiện vào lời dỗ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tiền đạo người gốc Nghệ An nổi lên với khả năng đi bóng tốc độ, những pha xử lý trong phạm vi hẹp và dứt điểm sắc sảo, thành công rực rỡ ở vòng chung kết U23 châu Á, ASEAN và AFF Cup 2018, anh càng khẳng định được giá trị và vị trí của mình trong sa bàn của thầy Bắc. Ở ASEAN Cup 2019, vì thế lực thuyên giảm số 20 chưa thể có được màn trình diễn ăn ý. Tuy nhiên, đẳng cấp của cầu thủ sinh năm 1996 là không thể phủ nhận. Vừa chấn thương tai hại trong buổi tập của Sông Lam Nghệ An trước vòng 2 V-League đã khiến cho Văn Đức phải nói lời chia tay với hành trình King Cup 2019 cùng đội tuyển Việt Nam ở trên đất Thái. Và chính sự vắng mặt của anh đã ảnh hưởng ít nhiều đến sức mạnh của Rồng Vàng. Thầy Park đã sử dụng Văn Toàn ở vị trí tiền đạo phải. Tất nhiên, những đóng góp của tiền đạo đang khoác áo Hoàng Anh Gia Lai là rất tích cực, nhưng Văn Toàn lại thường thi đấu thành công hơn nếu được tung ra sân từ băng ghế dự bị. Thế nên, nỗi nhớ Văn Đức vẫn còn hiện hữu trong lòng vị thuyền trưởng 60 tuổi. Chính vì thế, mới đây, sau khi nhận được thông tin cậu học trò cưng tái phát chấn thương, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có cuộc gọi trực tiếp với Văn Đức và cả thần y Choi Joo-seong để tìm ra phương pháp chữa trị tối ưu nhất. Việc Văn Đức tiếp tục phải ngồi ngoài và nhiều khả năng sẽ lỡ hẹn với vòng loại World Cup 2022 không chỉ khiến cho thầy Park đau đầu mà cả huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cũng lo lắng, bởi lẽ Sông Lam Nghệ An đang gặp nhiều khó khăn trên hàng công. Hiện tại, đội bóng Croatia đang là đội bóng ghi bàn ít nhất tại V-League 2019. Không có Văn Đức, cộng thêm việc ngoại binh Olaha bịt ngòi trong 6 trận, đội chủ Vinh giờ đây sống nhờ vào hơi thở của Hồ Khắc Ngọc, Hồ Tuấn Tài và Võ Ngọc Toàn ở những vòng đấu vừa qua. Với tài năng và giá trị được khẳng định trong thời gian qua, Phan Văn Đức chính là một cái tên đáng trân trọng với huấn luyện viên Park Hang-seo và cả huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Hơn lúc nào hết, người hâm mộ xứ Nghệ nói riêng và cổ động viên cả nước nói chung đang trông chờ ngày Đức còn trở lại.